Đây coi khoai lang nè. Trời ơi. Này đất sét chính hiệu luôn nè. À, bây giờ mình sẽ vẽ mấy cái này nha. Để bỏ vô đây. Giờ bỏ cửa lên đây các bạn ơi. Bỏ cửa lên. Mềm không? Bên này nó chín luôn nè. Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một món, đó chính là khoai lang nướng đất sét nha các bạn. Thì mình nghe chỉ là gà nướng đất sét thôi, mà ngày hôm nay mình quyết tâm làm thử cái ý tưởng mới này. Đây rồi bạn, đây là củ khoai lang nè. Giờ mình sẽ đi xuống sông mình lấy đất sét nha các bạn. Ừ, chắc bỏ dép đây đi. Rồi đi. Đó. Không biết nó có lúng không ta. Ừ, nó lúng nữa các bạn. Ồ, đây có miệng nữa nè. Nó, ui, coi chừng miệng nữa. Oh shit. Này lúng với ta. Đây chưa phải là đây cũng tạm được rồi, đi ra xíu nữa đi. Đâu vậy? Đây chắc có dễ là được rồi đó. Đây có khoai lang nè. Trời ơi. Này đất sét chính hiệu luôn nè. Trời ơi. Đây, nhanh chạy lên rồi mình đem về mình nướng. Đó, các bạn. Chính gốc khoai lang nướng đất sét luôn. Ừ. Đó. Đắp cho nó đều đều các bạn. Thôi nướng nó bị khét. Khoai lang nướng thì nó sẽ ngon hơn là nó hấp các bạn. Mà nướng nó khét quá ăn cũng không ngon nữa. Nên nướng vừa vừa thôi. Gì được cho ta. Nó hơi kiểu này thôi. Ồ, mày ngỏng các bạn. Mày ngỏng đàng hoàng các bạn. Miếng đi. Món này sẽ cực kỳ ngon luôn các bạn. Về mình tạo ra một cái hố mà mình đốt nó thôi. Cũng tạm được rồi. À, thấy đất sét chưa? Này gọi là đất sông chứ không phải đất sét nữa. À. Rồi, về tới các bạn. Ui, ở dưới sông thường gạch đá miễn gì tùm lum hết trơn, đi cẩn thận các bạn. Đạp gió ốc thì đứt chân. Đúng chưa? Giấu chân gì tùm lum hết trơn à. Rồi giờ mình đi lên thôi các bạn ơi. Không, tay sình không à. Về gỡ mới được. Dép đâu rồi? Dép khỏi mang rồi, dính quần rồi. Chay chay hồi dính quần rồi. Oh shit. À. Bây giờ chưa các bạn. Đó. Giờ mình lên thôi. Lên chiếc xe và về nhà làm thôi. Cái này giống như cục sít chứ các bạn. Ây da. À, rồi. Đầy áo luôn rồi. Đầy tay luôn. Không. Y ra như cục sít luôn. Ừ, nó dơ. Ừ, quá dơ. Giờ nó bỏ vô bọc thôi. Bọc này em đi. À, nhìn y như cục cứt luôn. Rồi. Vậy thôi. Ok các bạn, giờ mình sẽ sao ta đào một cái hố để làm cục sít này, cục khoai lang nước đất sét. Tại mình không có cái xẻng nên làm cái búa đỡ vậy. Dọn hết cái này ra đi. À. Đây đi. Mình có cái gì này. Thank you.
kilo 1 ký 8 ngàn, 2 ký 15 ngàn. Bắp cải đẹp. Quay lên YouTube hay vậy? Dạ. Làm gì? Dạ, nướng khoai lang đất sét. Khoai lang đất sét hả? Nhìn thấy cái đó là biết quay lên YouTube rồi. Dạ. Ok, đây là cái hố nè. À, hố nó sâu không? Sâu quá à. Nãy giờ mình cũng làm rồi. Giờ mình đi kiếm củi thôi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ đi kiếm vài cái củi để mình nướng khoai lang nha. Đây là cây nó bị đổ rồi. Đây được nè. Đây. Nặng với ta. Này mình lấy dao mình chặt ra đúng phê luôn. Đúng bài luôn. À, để đi, lá nữa. Đây. Ấy hết về. À, thấy cái hố mình đào sâu chưa? Con củ khoai thôi mà làm gì đó. Như đó đủ không ta? Như đó chắc được rồi. Kệ đi, rồi. Giờ mình sẽ đi lấy cái bật lửa rồi mình đốt thôi các bạn ơi. À. Được rồi. À, bây giờ mình sẽ vẽ mấy cái này nha. Để bỏ vô đây. Càng nhiều càng tốt. Sợ cháy không đủ vậy. Hoa lan đất sét nó lâu nó mới nóng được. Có cái dao mình làm biến á, vẽ tay cho nó. Tao hổ thửa đậu đàn. Gió hơi nhiều cho nên đốt lửa nó hơi khó các bạn. Rồi đây là món khoai lang là lần đầu tiên mà mình làm nha. Khoai lang nướng đất sét. Đó giờ là ăn khoai luộc, khoai nướng, khoai hấp chứ đâu có khoai lang hấp đất sét đâu, nướng đất sét đâu. Ai làm thử cho các bạn xem. À. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khó nha. Này cháy được chưa ta? Cháy khoảng 30 phút thôi. Này. Này nó khô hết trơn các bạn. Này lâu lắm rồi, mấy tháng trước. Đó. Được chưa? Rồi để lá trên nữa. Ủa để lá dưới đây cho anh ta. Chắc để lá dưới đi. Đó, mấy cái củi bự là để cho nó cháy lâu rồi. À, bây giờ mình sẽ nướng này nè các bạn. Đây là cái khoai lang mình đã cuốn đất sét rồi. Bạn nào nhìn lần đầu có nghĩ đó là cục xít các bạn. Giờ mình sẽ đốt lửa thôi các bạn. Đây, đốt. Cái hộp quẹt ra cho khác đi, rồi nó nổ. Cháy chưa? Coi, cháy rồi. Tạm thời nó đã cháy rồi các bạn. Biết chưa? Cháy lên. Đó, nó đã cháy rồi các bạn. Nó cháy khúc trên này đi, mình bỏ củi lên. Giờ bỏ củi lên thôi các bạn ơi. Bỏ củi lên. À. Tiếp theo thì sẽ bỏ cục cức này vào. À, phải làm nướng nữa các bạn. Nướng đất sét.
Dạ. A few moments later. Ok các bạn, giờ mình sẽ đi xem coi cái khoai lang nướng xếp của mình nó chín chưa. Thì sau khoảng 30 phút thì nó còn nóng nóng nữa các bạn. Hơi nóng cực cực lên nè. Nó mình đợi định đợi cho nó nóng thì chút xíu nữa. Cái này còn nóng lắm á. Bắt đầu ta. Một xíu rồi. À, cái này là cái gì? Vỏ dừa. Không. 30 phút mà nãy không thấy khói luôn mà dở lên nó vẫn còn nóng. Rực luôn các bạn. Cái thiết nè. Ôi. Mất tiêu củ khoai lang rồi. Củ khoai lang mình đâu rồi? Dọn dưới đây nè các bạn. Như là này nè. Đây. Rồi đất sét cứng ngắc luôn nè các bạn. Ôi giời. Thấy chưa? Đây. Đây là khoai lang nướng đất sét nè. Rất nóng nha các bạn. Đây. Thấy nó bốc khói lên chưa các bạn? Nó là khoai lang nướng đất sét nè. Mình sẽ khử mấy cục đất sét ra rồi mình xúc luôn cái này nha. Đó. Đó. Đây là khoai lang nướng đất sét nha các bạn. Mình đã khử mấy cái đất ra rồi, mình sẽ ăn bên trong trước nha. Bây giờ à mang xem nè. Nó cứng như ta. Khi nào nó chưa chín không? À. Được chưa? Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Đây là khoai lang nướng xét. Giờ mình sẽ móc thử cho bạn xem nha. Khi nào nó chưa chín không ta? Nó cứng á. À, này nó hơi dơ xíu mình ăn chín giữa. Ngon các bạn. Nó cái như nó vừa chín tới cái đầu nó sao thôi. Nó còn sống sống nó giòn giòn. Này sao không bỏ được ta? Nó cứ ngắt à. Rồi nó còn sống các bạn. Rồi. Xong rồi. Trong này nó chín hơn xíu nè. Nên bỏ cái vỏ đi. Đó. Đấy các bạn, cái này là nó chín nè, cái này bên đây chín, cái này chưa chín. Thấy nó mềm không? Bên này nó chín luôn nè. Còn cái khối nữa các bạn. Bên này chín nè. Bên này ngon hơn bên đây nhiều. Thấy không? Bên đây nó có cái gì mà nó hồng hồng nè. Nó chưa có chín nè. Ngon lắm. Đó, đây là cái phần khoai mình ăn đây. Nó sống nhăn à. Bên này cũng sống nhăn à, cho nên mình bỏ luôn. Này các bạn, thấy vậy thôi nhưng mà nó sống nhăn à. Nó cứng ngắc à. Rồi bạn nào chưa đăng ký kênh mình, hãy đăng ký kênh mình để ủng hộ mình nhé.